cho các bạn. Hàng sầu riêng thì có thể ăn được. À, đối với nhiều người, hàng sầu riêng còn là một loại hạt ngon. Nhưng mà cũng còn lúc đó thì có nhiều người không biết ăn. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành luộc hạt sầu riêng để ăn. Tôi cho là gỗ tàu luộc nó rất là dễ. Ở đây là luôn bằng bếp từ. Tôi cắm điện vào. Thấy được rồi. Rồi, và ta sẽ đợi nó chín. À, bây giờ sẽ nói về cái độ ngon của hạt sầu riêng. Thì tôi cảm thấy nó không có giống với những cái loại hạt nào khác cả. Ăn thì nó hơi nhớt nhớt và nó cũng mềm mềm, nhưng mà cái hậu nó thì khá là ngọt. Nhiều người thì không thích cái đặc tính nhớt nhớt của hạt sầu riêng, nhưng mà tôi thì cảm thấy nó là một loại hạt ngon. Và bây giờ tôi sẽ luộc hạt. Cho dù ở đây chỉ có 4 hạt chứ không có nhiều, bởi vì hôm qua tôi mua một trái sầu riêng hạt lép về ăn thì nó có đến mười mấy hạt, nhưng mà những hạt kia lép hết cả rồi, chỉ có 4 hạt này là ăn được.